Ok các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB và mình chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ các bạn ơi. Tiếp tục chơi Pearly Pusil các bạn ơi, siêu khó luôn, ok. Mình sẽ hạ gục cái con boss kia, mình nhìn mặt nó mình ngứa mắt của các bạn ơi. Bằng những blast bình thường các bạn nha, ok anh em. Thì hôm trước mình chơi level 2 rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục vừa tiếp, đó chính là level 3 các anh em nha. Ok anh em ơi, level 3 xin phép bắt đầu chơi từ hai trái ớt anh em nha, ok. Chơi luôn từ hai trái ớt luôn, thể hiện như mình ngầu luôn, mình chất chơi người rơi luôn. Nào vào đây đây, cần đi mang, được mang một cái ấy đi các bạn, mang item đi các bạn ơi, mình nghĩ tiền là quan trọng nhất các bạn nha. Ok rồi, zombie level 8 nữa à, rồi khá là ghê gớm, zombie này khá là ghê gớm các bạn ơi. Cứ từ từ gã chạy lên đây, là màn bóng đêm các bạn ơi, nên là mình phải mang nấm đi. Mình mang nấm đi anh em nha, mang nấm đi, không có là mình thua đấy. Lấm rẻ tiền, lấm này là mang được anh em ạ. Mang thêm cái làm chậm này. Không chơi blast đẩy nữa, chơi blast đẩy chán lắm rồi anh em ạ. Chơi blast đẩy mệt người lắm rồi, nó vẫn cứ yếu làm sao ấy các bạn nha. Chơi boomerang không? Mang boomerang thì bạn này mình quyết tâm mang boomerang, wing bằng được thì thôi anh em nha. Wing cho team bạn hỏng người thì thôi nha, ok. Rồi, thêm một quả bom nữa, quả bom này mình rất thích đánh vì nó gánh team mình liên tục nha. Bây giờ ok, let's go, mình có lên mang lấm không đồng được không anh em? Lấm không đồng nó không có tác dụng gì nhiều đâu anh em ạ, thề luôn. Nhưng mà thôi rồi, cứ chiến đi. Từ từ, mình bỏ cái lấm không đồng mình đi nha. Thôi rồi, vẫn mang, ok, chơi luôn. Lấm không đồng anh cũng chơi luôn à, thể hiện cái độ chất của anh luôn nha. Úi giời ôi, phải lấy được 5.000 ánh dương các bạn nha. Và zombie không để cho nó gặm, hình như không để cho nó gặm mất 3 con hay sao ấy. Khó thế. Không để cho nó gặm mất 3 blast hay sao ấy. Ui vậy thì khó quá các anh ơi. Vậy thì khó cho em quá đấy các anh ạ. Xem nào. Ui bị trừ đi 1 blast luôn các bạn ạ. Kinh khủng khiếp chưa. Khó chưa. Chẳng này khó rồi. Khó rồi. Thôi rồi không sao anh em nha. Vẫn bình tĩnh, mình bình tĩnh, mình oánh được ngay, bình tĩnh oánh được hết anh em nha. Trời ơi, khó mà, khó thật đấy. Không được sử dụng bật đát các bạn ơi, sử dụng bật đát hết là mình sẽ bị thua anh em nha. Thế nó phải ảo chứ nhỉ. Hay cứ sử dụng hết xem nào mình có bị thua không nha, hay nó đang bị ảo đấy. Hay game đang bị ảo nha, sử dụng hết luôn nha các bạn nha. Sử dụng hết luôn xem có bị thua không. Ấy, không thua đâu anh em ạ. Thề luôn, hay là chưa thua thì mình không rõ nữa. Hiện tại là chưa. Đang vẫn đang phải cày tiền các bạn ơi, làm thêm quả bom nữa xem là có thua không. Tạo vào quả bom nha, không thua anh em nha. À thua rồi. Thua rồi, mất cái này rồi nha. À chúng ta thắng nhưng mà không ấy được, không có cái đấy. Thắng nhưng mà cũng không vẻ vang gì, ý của nó là vậy. Mình thắng mình phải giữ được ba cái blast để giữ được cho zombie ăn, không ăn ba cái blast thực sự là quá khó anh em ạ. Thực sự là quá khó thì mình không muốn nói là siêu khó anh em nha. Rất là khó, phải để cho nó ăn như mắt tối này khó mà đúng không anh em. Rồi có bom gánh tim luôn. Ok con TT. Bây giờ mình nhiệm vụ mình lấy anh Dương các bạn nha. Hy vọng là xong được một cái nhiệm vụ này nhá. Làm tặng bạn có bom nào. Trời ơi nhờ con này quá các bạn này. Nhờ mấy cái con cái bia mộ này quá. Dã man luôn đấy. Nhiều kinh khủng luôn này, bọn zombie này nó ấy quá. Man rợn quá, nó ghê gớm quá. Tăng cường thêm blast anh em nha. Tăng cường thêm blast vào cho từ nãy giờ là hơi bị yếu nha, hơi bị yếu đuối blast nha anh em nha. Đặt một cái này đây. Ui kìa, zombie vào tới nơi rồi kìa. Zombie vào tới nơi rồi kìa anh em ơi. Ui giời ơi, như thế mà không hạ gục được nó luôn. Thực sự là bọn zombie này quá trâu các bạn ạ. Nó quá trâu luôn. Trâu một cách bất ngờ luôn nha. Chỉ có bom mới ăn được nó thôi à. Chẳng nhẽ chỉ có bom với hạ gục được các bạn thôi à. Càng ấy. Đặt bom liên tục anh em nha. Đặt bom đây, đặt bẫy ở đây. Tí nữa nó vào nó sẽ bị lổ tan bành luôn. Làm chậm nó. Tấn công. Đừng vào đây nữa bạn ơi. Bạn vào làm gì ở đây. Bạn làm tôi cảm thấy bạn quá là nguy hiểm luôn đấy bạn ơi. Sao zombie này trâu thế nhỉ. Bắn mãi nó không bị sao luôn này. Gì mà kinh vậy. Ui giời ơi, này. Các bạn thấy nó gần như nó bất tử luôn nha các bạn nha. Bọn zombie trong đây nó bất tử cha rồi ấy. Thề luôn, kinh dị, không chịu được luôn đấy. Bạn bất tử rồi à. Bạn bất tử rồi cơ à. Kinh đấy nhỉ. Hay là đóng băng được một tên thôi.
boomerang của mình đâu đến nỗi yếu đâu các bạn ơi. Hình như là trong cái chế độ này bọn zombie cấp nó rất là cao luôn nha các bạn nha, rất là khó có thể thắng được nó các bạn ơi. Ê, cố gắng đến thế này mà vẫn không ăn thua gì anh em nha. Rồi chúng ta xác định rồi, xác định là chúng ta thua cuộc rồi, chúng ta là người thua cuộc rồi. Tặng bạn quả bom mới được, thua thì mình vẫn phải giữ lại nha. Đấy, tặng bạn này quả bom này rồi. Ok, chơi bạn tới cùng luôn, tới bạn tới cùng đóng băng bạn này. Tặng bạn quả bom ở đây. Ý, đứng lại anh ơi, em chơi với anh tới cùng luôn, đứng lại anh ơi, chơi với các bạn tới cùng luôn. Boomerang vẫn đang quẩy rất là nhiệt tình nhưng mà không ăn thua vì mạng quá trâu ở đây, tăng cần lấm cho cánh cái gặm luôn các bạn nha. Đấy, đợi hồi bom nè, sẽ quýnh cho cánh của bom ngay. Đợi em hồi bom này, em sẽ tặng cánh của bom ngay nha. Ok, rất may là mình mang hai cái thể nặng bom đi. Năm chậm mọc bom đi, mọc bom được không? Có kịp mọc bom anh em không? Kịp anh em nhá, không kịp nên là phải tặng cánh của bom này rồi. Khó thế nhỉ, đây với là 2 sao thôi đúng không? À đây với là 2 ớt thôi mà sao khó thế? Sao canh đúng là chế độ này phải cần những cái con blast, phải nói là nhục tiền anh em ạ. Nó blast là được nâng cấp mạnh thì mới thắng được nha. Ôi anh em ơi, lại quay trở lại thời kỳ nghèo anh em ơi. Lại quay trở lại thời kỳ nghèo rồi. Siêu nghèo luôn nha, đi bạn tổng tấn công này. Trồng lại luôn. Trồng lại từ đầu luôn các bạn nha. Đây mình còn cái này nữa. Sẽ vứt ở đây nha các bạn nha. Vứt lên đấy. Ra đóng băng lại, đừng. Phí. Đợi cho bọn zombie này đến đây. Đợi cho bọn zombie này tới đây hay phát là cái hay hết đóng băng để lổ được thêm mấy con nữa anh em ơi. Thế nó mới là ngon, thế mới là thông minh. Zombie đến gần đây tí nữa nào. Đây, anh tặng các chú. Rồi, một đám zombie đang đến rất là gần đây. Ui, hạ gục được rất là nhiều con các bạn ạ. Nhưng mà vẫn chưa, bọn chúng còn rất là đông nữa. Chúng ta vẫn còn một cái xe cuối cùng nữa. Đi luôn. Ok. Được rồi, ok anh em nha. Được. Ngon. Nhưng mà rất tiếc anh em ơi, đây mới chỉ là có 2 trái ớt thôi. Nó đã khá là khó như vậy rồi. À không, 3 trái ớt rồi à. À đây. Với 2 trái ớt đã khó vậy đấy anh em ạ. Kinh nhờ. Pha cuối cùng nha, không biết có ăn được không này. Càng ấy. Ok, ready, 3 trái ớt nha. Kiếm tiền. Anh ơi em kiếm tiền. Càng thế nhỉ. Mang cái gì đi bây giờ, mang cái này level 2 đi. Mà mình chả biết sử dụng như thế nào anh em ạ. Play. Mang cái gặp bia mộ được không anh em ơi? Hay mang cái gặp bia mộ đi, cái này không đồng này. Từ anh em nha, mình đang suy nghĩ mang cái gì nha. Mang cái này này. Từ giữa mang đồng băng đi này, mang quá ngon gặp bia mộ này. Mang bom này đi này. Hay mang điện đi, đúng rồi, mang điện đi. Thử mang điện đi thế nào, có anh được tim không, mang không đồng đi. Bom mày đi nữa, ok nha. Điện không, mình không nghĩ là gánh được tim không anh em ạ. Thôi nhưng mà thôi rồi, chơi nha anh em nha. Ok. Ôi chết rồi, không mang. Sorry anh em. Không mang nấm đi chơi bằng niềm tin. Không mang nấm anh em ạ. Ok, xin lỗi mọi người nha. Xin lỗi anh em. No. Không mang nấm đi làm sao mà nó nở hoa được anh em, đúng không? Rồi, sorry cả nhà nha. 3 ớt này. Ôi, hết năng lượng anh em ạ. Ui, bực mình thế nhỉ, hết năng lượng các bạn ơi. Lỗi rồi, hết năng lượng rồi. Chơi cái này là có năng lượng này. Một ngày chỉ được 3 lần chơi thôi anh em nha. Thì chúng ta phá đảo từ từ anh em ạ. Nó bị kinh nhỉ. Cái này có gì, có cái ready là cái gì đấy. Ready là cái gì đó, thử chơi cái chế độ này xem nha. Cái ready này nó có cái gì nha, 2 sao nha anh em nha. Cái gì mình cũng đánh từ 2 ớt trở nên. Cái này có vẻ chắc nó khó này. Ui dồi ôi, cái gì đây, sao nhìn nó ảo thế. Thuốc à, thuốc độc à. Ui ôi sao rồng. Ui ôi khó anh em ơi. Ui cái này khó hơn cơ các bạn nha. À có bắp cải rồi. Làm bom đi. Cái này hoàng dương cổ đại anh em nha. Trận này phải chơi những cái cổ đại, may ra phải ăn được team bạn nha. Có người khổng lồ luôn anh em nha. Có người khổng lồ luôn, mang làm chậm đi nữa này. Còn cái gì đâu, có cái gì ngon nữa, mang đi lốt nào, có gì ngon. Mang dấu đi, được. Ok, let's go. Có cả rồng khe lửa anh em nha. Ui dồi ôi, kinh thế nhỉ. Đấm nó đi.
Đấm nó đi, đấm nó đi, đấm nó đi. Ý giời ơi. Đặt một hàng ở đây thôi nha anh em nha. Từ từ. Mình cần đặt dưa hấu ở đây anh em ạ. Ui dưa hấu tốn tiền quá. Ui không mang blast gì đi à. Trời ơi mang mỗi dưa hấu ạ. À. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Thế này không ổn rồi, thế này bên này cũng đi rồi. Mang mỗi dưa hấu đi các bạn ơi. Không, sao trận này mình sơ sẩy thế nhỉ. Mình cứ nghĩ là có blast này rồi nó gánh team rồi. Trời ơi chồng hoang dương nhanh lên. Chết cha nó không đông 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 đông. Đánh lại nha. Đánh một cây dưa hấu đi. Đánh một cây dưa hấu đi anh em ơi. Đánh dưa hấu đi. Tôi cần tiền, tôi cần tiền, tôi cần trồng hướng dương đã. Đánh cái dưa hấu đi anh em nha. Đây, để đây, để đây, để đây, để đây, để đây. Ra đánh lại nha anh em nha. Sorry anh em, sorry anh em, sorry tất cả các anh em. Đấy. Cần một hàng này thì cần tiền chứ, vì có tiền mới chơi được chứ anh em ơi. Còn mấy cái này thì mình sẽ để bên trên đây nha các bạn nha. Đây. Đặt cho nó mọc lên đi. Tí nữa có zombie đến là có ăn được các bạn ơi. Tại vì mình không có mà, không có tiền mà. Ok, let's go nha. Chơi, chơi, chơi. Chồng cha thêm bông hoa hướng dương nữa đi. Thôi bình tĩnh nha, ok nha. Chiến luôn nha, dư 100 tiền anh em ơi. Lao, bơi đi. Mang cái từng bản này nó khè phát. Gì đấy, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ui dồi ôi. Tiêu diệt con boss này các bạn ạ. Tiêu diệt con boss này. Tấn công đây, tấn công đây. Đóng băng nó, đóng băng nó. Chơi nào, chơi nào, chơi nào, chơi nào. Ma mất tiền luôn anh em ơi, mất tiền luôn. Ui giời ơi, này đánh như thế này mà không ăn thua zombie nó được biến hình lên to quá các bạn ơi. Tăng cường thêm, tăng cường thêm, đặt thêm, đặt thêm, đặt thêm, đặt thêm, đặt thêm. Đấy, phá cái này đi mà lấy cái gì nữa, làm chậm hết các dân chơi zombie này lại anh em ạ. Cái này xem nào, đặt đây nào, đây đặt đây không đặt được anh em nha, đặt đây không đặt được nha. Hơi yếu, cụ này hơi yếu anh em ạ. Cụ này hơi yếu. Ui. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đặt thêm nhiều bom này hơn anh em nha. Đập cái này lâu quá. May mà mình mang dưa hấu đi, dưa hấu nó cũng thích cẩu được nha. Đấy. Dưa, ui giời, ui nó vào từ kia kìa. À. Sao mà nó có thể vào tới đây nhỉ? Đứng lại. Mấy thằng hề này thôi nó phá hết mấy cái bắp ngô của mình rồi. Nó phá hết mấy bắp ngô của mình rồi các anh em ơi. Không ổn rồi, con phù thủy này mình rất là ghét nó các bạn ạ. Nó vừa chiếm đất của mình, nó vừa nằm đủ mọi to mèo nó chứ. Hai cục phù thủy đi. Đừng, 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 đừng cho nó vào đây. Ok nha, hai cục phù thủy đó rồi nha. Tăng cường thêm, làm thêm cái bom nữa vào đây các bạn. Làm thêm cái bom nữa vào đây. À, con dầm ghê gớm thật đây, con dầm ghê gớm thật đây anh em ạ. Dưa hấu gánh tim. Dưa hấu gánh tim, dưa hấu gánh tim. Ui dồi, nhưng mà cái màn này lâu lắm anh em ạ. Màn này lâu dã man luôn. Siêu khó anh em nha. Ui tiền, 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 tiền. Ui hạ gục được một cái nó sẽ có được rất cho chúng ta rất nhiều tiền anh em ơi. Biết thế anh hạ gục sớm hơn. Biết thế anh hạ gục sớm hơn. Quá nhiều tiền luôn. Làm được bom chú này nữa, tặng các chú luôn. Ui tiền, 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 tiền. Thế thì tăng cường nhiều dưa hấu đây anh em nha. Tăng cường nhiều dưa hấu lên. Bom thì mình vẫn đặt nhiều đúng không anh em ạ. Con thì đương nhiên là chúng ta phải đặt nhiều rồi, làm chậm nó. Ý, lại có tiền, ui. Mắc, mắc tiền luôn nha anh em nha. Rồi. Rồi. Làm thao. À, sao bọn này nó vẫn bâu được vào tới đây nhỉ, bọn này nó có nguy hiểm luôn đấy. Khấu long được. Ý. Chiếc đá, chiếc đá, chiếc đá, chiếc đá, làm chậm ra. Mình không muốn tốt mày vào đâu. Ê. Đặt tiếp thêm cái này này lên. Đừng gặp nhé, 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 lối đi, lối đi, bom, bom mọc lên. À, vẫn mất một quả bom với thằng này luôn. Ok. Ơ, bom nó không bị sao à? Bất tử cha rồi anh em ơi, nó bất tử rồi. Con này nó bất tử rồi, nó cũng biết sợ là cái gì đâu. Giờ mình phải đặt hàng rào là chắn đấy các bạn ơi. Mấy thanh niên bất tử rồi. Bất tử rồi, bất tử rồi, bất tử rồi. Thằng bọn chúng có bom mới được. Làm chậm, làm chậm, làm chậm, làm chậm. Tặng thêm bom, tặng thêm bom. Liên tục là mình phải đặt bom ở đây nha các bạn nha. Ui cái gì vậy. Tăng cường thêm mất 25 kim cương để được đấu tiếp á. What the hell. Mình đang đấu, mình đang cảm thấy nó phê quá. Nhưng mà mất 25 để đấu tiếp thì nó hơi vô lý nè. Quyết định chiến tiếp anh em ơi. Đừng xong kiến đã vào tới đây rồi. Đứng lại, đứng lại con nợ này. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Chú không được vào. Chú không được vào đây, chú không được vào đây, chú không được vào đây. Ma zombie nó nhiều quá. Tăng cường đến thế rồi mà vẫn không ăn thua.
bất tử học hoặc là nó bất tử anh em ạ. Bất tử, bất tử, bất tử, bất tử. Này, bất tử với anh này. Đừng gặm nữa. Ơ. Sao vậy? Thua các bạn ơi. Ui, được ít tiền thôi. Ai chà, khó quá các bạn này. Phải cứ nó cần thời gian các bạn ạ. Vượt qua cái này nó có thời gian đấy các bạn nha. Không có thời, nó cho mình thời gian mà mình không vượt qua được coi như là mình thua các bạn nha. Ừ được. Đấy như với một ớt thì sao rồi các bạn ạ. Khó thế. Khó thế, mất 2 năm kim cương. Được. Rồi các bạn nha, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip của Nhân VB. Các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh, giúp mình có động lực ra nhiều clip hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Ok. Khó phết.